Hồi nãy giờ tưởng ông Mỹ không trời. Dạ. Xe đâu? Trời ơi, cái xe của ổng kìa. Không, hồi nãy giờ nhìn ổng ra luôn, ai cắt tóc anh dựng ngược dựng xuôi vậy? Nước vuốt lên ướt. Chối. Anh á, bữa hôm đòi ăn dưa hấu hay là đem hai lần dưa hấu lại không gặp mặt anh? Có ăn lần ở đây. Dưa con coi nè, ăn ở đâu chỉ luôn. Bây ăn bây ăn bánh goldfish không? Không hả? Bây giờ buồn quá không muốn ăn cái gì. Sao hôm nay mặt xanh lè rồi đeo mát nữa vậy, vụ gì? Đi bệnh viện ra. Bị gì vậy? Bị gì? Bị gì? Bị cái gì cái lá gì đó lá lắp rồi, bị lá tiểu lắp rồi. Tiểu rồi. Đâu rồi, bị cái tùy tàn, tuyến tùy tàn rồi lá lắp rồi. Tiểu mà tiểu không ra hết á. Bị tuyến thận, bị thận. Tiểu mùi bút tiểu gì á. Thận bị thận, cái đó là thận. Thận. Rồi giờ sao, bớt chưa, đi bệnh viện về bớt chưa? Về buồn luôn á. Tại sao buồn? Cái mặt đi kìa, cái mặt đi kìa mình mua cho mấy bây giờ. Mất nữa hả? Mất rồi. Anh á, anh bây giờ cái gì dính trên người anh thì còn. Chứ mà không dính trên người anh là mất hết. Nói vậy là anh hiểu em nói gì chưa? Quảng cáo. Hồi sáng gì quảng cáo cái khủng nha. Quảng cáo cho Harry Phạm Bắc Harry. Có cô chú đi hỏi. Hỏi cô chú nói giảng về Phật giáo à, chúng chủ đứng rồi giảng đi, chú giảng đi rồi ngày mai cô ghé cho hai son cô lên rồi mất rồi đi lấy rồi còn bé bé còn gì giờ còn gì người có thai thì cái quần bận làm gì đấy, còn cái dây buộc cái khăn lông buộc vậy đó hả? Tại vì cái cần không dây đeo, đi bắp nước là không có. Đó, bây giờ ăn không ăn uống thuốc kìa, ăn gì không em đi mua cho ăn nè. Anh hôm bây nay giờ, cái mặt anh xanh lè mà vàng khè à. Thì vô chổng vô bệnh viện 3 ngày đâu cho tính ăn cái gì đâu. Mấy bữa trước. Mấy bữa trước em nghe anh tính nằm chà bẹp 2 ngày mà em nói không em bận em cũng quên, nếu không tính xuống coi anh mà anh ở khu bên kia em không dám vô, chó nhiều quá. Chính giờ này rồi. Chị đồng hương của chị nè, mới bệnh viện ra nè. Để hôm nay anh bị gì vậy? Chuẩn bị thận. Thận là phải uống nước nhiều vô, phải giảm rượu bia xuống. Rượu bia đó nó là hại thận lắm. Trời, cái gan mới hại thận chứ. Chạy thì đó, rượu bia nó qua đó. Rồi sao? Bây giờ hỏi. Cách anh uống thuốc vậy. Bây giờ là hỏi mà hay là nhà bắt cái đây nè, nếu mà bia cụ mãi hưởng á thì nữ hoàng đậu sống chứ chứ mấy tuổi chứ bia tới con tuổi người ta uống rượu tốt, người ta uống rượu tốt người ta rượu nho, rượu nho anh tấn anh tấn nghe nè, anh tấn nghe hay là nói nè, uống rượu không có phải ai uống rượu cũng bị gan, không phải ai uống rượu cũng bị thận, nhưng người ta uống với một cái mức giới hạn hàng ngày cơ thể anh có thể handle được, chứ không phải uống mà không biết trời chăng mây nước nó khác à. Không, tức là uống ngồi với no, anh nằm lăn lộn ở ngoài đường, ngoài với lại khi anh uống rượu á anh phải uống thêm nước vô cho nó lọc ra nữa, anh không uống nước anh uống rượu không à. Hèn cái ly à, anh uống lúc nào á đủ là đi nằm với cái không có chữa mình có rất như làm một cái gì anh không có phá, nhưng mà anh uống nhiều quá hiểu không, uống quá cái lượng cái cơ thể anh nó có thể handle được, mỗi ngày anh uống quá nhiều. Hồi sáng giờ là tôi ngồi được bốn mạnh quân là họ sẽ gọt bỏ cái căn ký vô cái hề phạm bắt cái ly trời anh đứng ở đâu đi quảng cáo không gần đi quảng cáo không á quá sẵn đi vì sao cầu sẵn quảng cáo luôn đây là nè he lên bắt cái ly xin quý đồng hương ủng hộ coi xong còn nhớ đăng ký nha, không bỏ cho giống được à. Anh đi quảng cáo cho he lên nè, để he lên kiếm tiền nuôi lại mấy anh phải không? Dĩ nhiên đại sản đâu mà nhà khó để mình nhận nuôi quảng nuôi một chục anh tưởng em còn mấy cái bình nước một ca long anh lấy không, em lấy cho dạ. Ha, lấy nước cho anh ha, một bình đi với lại, cho hai bình đi, với lại anh uống sữa, lấy sữa anh xua cho anh uống, em còn sữa anh xua anh uống được phải không? Ok. Cái bánh goldfish á nó anh để trong xe khi nào đói anh ăn được. Khi nào trung thu vậy? Hả? Trung thu chị nghe. Có ăn bánh trung thu không? Không có giờ anh. Em đăng ký cho anh.
nàng cho là ăn liền chứ anh nè, không phải chị nha, làm bánh trung thu luôn. Có tiệm luôn không bây giờ vậy nè, bánh trung thu bánh mía với anh là đây nè. Em không có ăn bánh trung thu nghe anh Tấn, nhưng mà em xin cho mấy anh ăn. Không, chị Nga làm, thành ra chị Nga làm, em tài trợ làm một ít cho bà con ăn trung thu này chị Nga. Chứ lót lên có một order em cả đóng luôn á. Khi mà khi buổi sáng dậy thì nấu chè đậu đỏ, trái gan hoặc là cho ăn bánh đĩa. À, hai món cứ mỗi ngày vậy. À, chị Nga chỉ làm bánh ngon lắm. Thôi giờ em qua lấy nước với lấy sữa cho anh uống chung với bánh ngon. Nhờ nàng làm mấy bánh, nàng biết làm bánh bò nướng không? Bò mà nướng. Bánh bò nướng là nghề của em. Trời ơi, bánh bò nướng sao dĩ vậy kia. Bánh bò nướng là em làm ngon lắm. Sao dĩ nữa. Bây giờ ăn vậy đi, ngày mai có ra đây không ơi? Tối nay về nướng cho ngày mai ăn. Ai vô xua? Em tại vì em nướng là phải ở đây chứ em ra không có kiếm anh được đâu. Chứ cần gặp cái anh kia lấy tờ giấy làm cái ID nữa. ID gì? Bữa hôm anh đi làm rồi mà. Là sao? Bữa hôm đi gặp mà xe chứng chứng giấy là mình quét những đây thôi, nhưng mà chưa có cái bao chờ để mình làm cái ID. Chị Ngai, bữa không nghe anh Tấn đi làm ID rồi mà coi, bữa không nhớ ông nào chở đi. Khách giữ tờ giấy mà. Yeah. Anh Tấn anh làm ai anh cần làm ID. Cần làm không? Tại vì cần cái giấy lặn đi vô trong thực viện á, cái cô trong á, để cho họ cho cái bao chơi để mình làm thôi. Đúng rồi, mấy anh nó đi làm ai đi không có tiền, không có bao chơi đi. Ồ, cái đó ở đâu biết không? Bữa hôm em mới xin cho ai làm nè, bữa nay. Yên phải không? Yên hai. Bữa em chở ai xin? Ai? Yên. Không, bữa nay. Xuống 1919 đó bà. Ai? Chở không, em chở ai đi làm ai đi quên à, ông cây. Ông cây. Em vô trong đó em xin miếng giấy là người ta làm đi luôn. Đi xin luôn. Không có tốn tiền luôn. Dạ. Thôi giờ đi qua lấy sữa cho anh uống đi. Nó bưng có hai thùng nước mà nó chửi lên chửi xuống vậy đó, nó ăn mình chọc cái đầu luôn không sao. Lại đến Tấn kìa, anh Tấn á. Anh Tấn kìa, anh ngồi kìa. Ngồi cái tay kìa. Tấn gì vậy? Dạ, cho cái lon tam đi. Anh đợi chút xíu. Đưa cho anh Tấn ơi. Cái hộp hỏi anh hỏi hộp. Ai nữa? Anh đưa hỏi anh coi, đưa anh đi. Nè, anh Tấn là sữa nè. Rồi. Anh nói. Thôi nãy lấy cái nữa đúng rồi. Thôi nãy lấy cái. Vậy thì mời cho cái nàng này chắc đúng rồi 7 cái không? Giờ em lấy 8 cái. Rồi để đó. Chị Mai nó đúng rồi, chị Mai. Không, dạ anh. Anh Tấn muốn lấy mấy bịch này? Một hộp 24 cái đó. Mất nữa anh hết rồi. Ủa, đúng rồi luôn. Nè không ăn. Ủa cái miệng sao bị lở dữ vậy? Anh ăn thì đỡ đói nè anh Tấn. Tại vô nhà thương 4 ngày đâu có ăn gì đâu, uống nước rồi mà cho uống súp rồi cho uống nước lạnh rồi vuốt thôi chứ không cho ăn. Bỏ miệng thằng chi đeo mát phải rồi. Lấy đầu cầu râu không? Râu ria tùm lum hết à? Có cho một cây. Ok, để qua đây. Để lấy đầu cầu râu cho. Ủa, lai nó đưa anh có bình nước à, nó đâu vậy? Chị Nga sợ anh Tấn không ôm được hai bình nước. Cái nhà của ổng nè, cái nhà của anh Tấn đây nè. Đó, cho cả nhà coi luôn nè. Đó, ổng chở chị còn được nữa, chị muốn lên không? Không. Chị nói không, bây giờ chị lên xe không? Ổng chở chị đi luôn. Cho anh hai cái, chị cho em cái khác. Có mặt nó kìa. Ừ. Có quỷ không? Ừ đưa anh Tấn, mày biết anh Tấn mới ở trong bệnh viện ra không? Biết anh Tấn mới bệnh viện ra không? Cái giấy mà bữa hổng mà cái hết đỉnh rồi. Cần giấy cầm cái gì? Ừ, ai giữ? Chú bác. Chú bác hồi đó anh nhận nó khác lại đi cho. Dạ, nói với chị. Nói chị. Nói cho em bình khác. Chị qua chị đưa bình nước khác cho em. Cảm ơn bài đi nha mà nha. Cảm ơn. Anh đây anh đi
anh đi bán cái chai kêu mấy người kia vô kênh của em coi xung quanh cao cảo kênh em để qua cho anh mấy cái đồ cầu râu nữa nào cũng lại được giá cái đầu cổ mặt hôm nay vậy đó. Bây giờ uống miếng sữa vô trước đi anh Đức, đi đi uống sữa vô cho hai lần nhanh lên. Ở Việt Nam đang uống sữa, ai uống sữa? Không mệt quá đi, uống sữa đi, người tái mét rồi, uống vô mới hút, hút muốn làm gì làm. Lắc lắc lên uống. Trời ơi, thấy chút tiểu thôi lại kìa. Bên đây là để có cái hiểu gì nó mới uống được. Em lắc lên cho anh cầm anh lắc như em bé vậy sao mà được. Anh chưa có con qua không biết đâu. Uống đi cho nó có sức khỏe, mới vô bệnh viện ra mà không muốn ăn gì hết trơn á. Em hỏi ăn gì không em. Ok. Chút nữa ghé lại xe. Ôi, cảm ơn kìa. Ba hộp. Okay. Chút nữa ghé xe tôi còn bánh mì thịt nướng đưa sao. Ok. Vậy là no rồi, khỏi cần mua rồi. Vậy khỏi cần mua rồi ha. Uống thêm vô rồi hả Hút, uống hết đi. Lô, uống hết đi cho em đi rồi hả Hút. Bỏ lại không uống đi, uống nước vô. Ly. Uống hết vô. Nhà bị diễn cho lon lon sáng ba sáng lon trưa lon chiều luôn. Ừ. Uống đi, anh phải cần uống vô, anh yếu lắm. Uống vô rồi lấy nước uống vô, lấy nước lọc uống vô. Không nói là em bé ngán sữa. Phải uống, không có đậy gì chứ, uống xong đó cho hai lần đi muốn làm gì làm. Sữa mà má mắt uống hoài. Còn hồi uống nước cam vô nữa này nghe chưa? Uống nước cam nữa nghe chưa? Uống xong uống đó vô. Mới có sức. Ừ, cảm ơn kìa. Ủa vậy hả? Hai cái uống chung cái vậy hả? Ai nói? Ừ, vậy hả? Không có, đâu biết đâu. Vì uống cái đó đi, nước cam chị uống nghe là chị Mai. Ai biết, đâu biết đâu. Hay là đâu biết. Qua cho anh Tấn mấy cái đồ cạo râu. Anh Tấn xong lấy đồ ăn anh Tấn. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn rồi ha. Ai cũng cho đồ ăn, thương anh quá mà. Anh phải thương thân anh chứ. Nè, đồ cạo râu nè. Ồ, cảm ơn nhiều nè. Ê. Ai ta cũng thương hết à, anh không thương bản thân anh là chết rồi. Có mở hai hộp phải anh Tấn lấy không? Anh Tấn lấy đồ ăn không? Người ta thương mình chứ mà nhưng nếu mà thương lại thì nó hơi khó lắm. Dĩ nhiên người ta thương anh thôi. Bởi vì thương lại cái đỉnh núi cái kiểu mình kiểu mình đỉnh núi chiều cao mà. Giỏi, uống hết là giỏi nha. Mời gan bánh bò không? Em làm bánh bò đem ra cho. Bánh bò nướng. Bánh bò nướng là ok. Nhưng mà mới là đồ ngọt anh Tấn không bị chói nha. Đồ ngọt. Bánh trung thu á thì để chị Nga hứa. Rồi đi đây mà giờ hết làm á. Chị xôi dị với bánh bò nướng, bánh pía rồi mấy đó không bị chói đâu. Không, bánh bò nướng thì tối chút em về em làm được, chút về làm tối em nướng rồi sáng mời có ăn. Ok. Giờ hôm qua lấy đồ ăn ăn đi. Anh Khôi. Thôi. Quên nè, cái ly nè. Thì bỏ đó hồi nó còn cái đít không. Sao nó lấy đồ ăn? Tấn. Sao lấy đồ ăn? Nó đồ ăn đó, đồ ăn khác, lấy đồ ăn đi, đứng lên. Mấy cái đồ là đồ khô không mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thịt bò với rau, rau với cơm ha, với táo, cơm ở dưới ha, cơm dưới. Dưới thịt bò sao màu ngầu vậy? Dạ thì giống sao thấy cô ràng chắc cà chắc cà chấm cái chớp đó gì đó, chớp kỳ á, chớp kỳ, dạ giống chớp kỳ. Chị Mai mỗi hàng ha, anh cho trước ha, ngon quá ha. Đợi nãy chị thang cái bụng này, giờ có đồ ăn ăn rồi này. Đó, thấy chị đó bụng ta chạy lại sớm rồi đó, thấy chưa? Read your mind. Anh Tấn đâu rồi, kêu anh Tấn lấy đồ ăn, anh đâu rồi, anh lấy chưa? Thấy không ăn mía nó tới rồi mà nó đi đâu không biết. Ai? Không ăn mía ha. Ai? Ăn mía, ăn mía. Ông mới đâu đây nè? Không ăn mía, ăn mía. Ăn mía rồi, ăn mía. Ồ, ê mì hả, bà ê mì, bà Tạo hả? Xe nó tới 7 giờ rồi. City team đang phát đồ ăn. Anh Tấn lấy chưa? Dạ. Yeah. Ăn xong lấy chưa? Lấy rồi hả? Xé đó. Anh Mía lấy đồ ăn chưa anh Mía? Uống nước sôi.
lấy một hộp đồ ăn thôi ăn rồi. Sao vậy? Ăn bánh mì rồi. Chiều nữa à. Chiều ăn nhiều lần quá. Chiều. Chiều ở chiều có đồ khó ăn rồi. Chút nữa leo thùng thêm không, đưa thùng cho bận. Cho thêm gạo, cho thêm gạo thùng nha. Nếu mà đi Costco, anh Costco là đây phải mua mấy quần nè. Anh ơi, quần anh dơ quá. Quần này phải dục. Anh còn quần nữa không? Ờ, còn quần đồng bò đâu nè, mặc nọ. Anh bận size gì? Quần ring của đồng bò nè. Anh bận size gì? Size 30, 32. 32 Costco không có. 32 chắc có. 32 maybe có. Hồi đó vô chổng kiếm mua mấy quần nha. Ok. Quần dơ quá rồi bỏ đi, dơ quá. Bỏ rồi, chắc chắn rồi. Chút qua đưa áo thun bận cho nó mát, rồi cái áo tay dài này nó bận ở ngoài. Mấy áo thun kia mà chuẩn bị dục thùng rót luôn rồi, giặt cho nữa. anh nhìn anh quá này đẹp trai con bà hai không? Đó, bận áo bông mùa hè nằm gác trên chéo rồi nữa đấy không? Nhưng bữa nào cũng sạch hơn tôi nữa. Nhưng mà giờ móng kìa ở trong móng bận cái quần Doraemon trong á. Đó, khoái cái đẩy cái hàm râu nặng ngồi vuốt chứ gì chứ á. Bận cái quần bông trong đây nè. Cái quần này quần của sao bận hai cái quần nha, tối không lạnh hả? Đây nè, thấy hình không nè à, hình nè baby nè, hình gì nè à, gì kini. uống mấy lon sữa rồi, hai đó hả? Rồi còn hồi nữa uống nữa không, để mời uống chứ. Chút chiều ăn cơm đi rồi mời hả uống sữa nữa ha. Cha dạo này uống sữa anh xua mặt mẫn ra luôn nha. Hi baby. Oh my god, chó. Cần làm ID hả? Cần làm ID hả? Hôm trước tưởng thôi nói ai làm rồi. Tính được phát làm mà không phải tính nhờ bà ai nhờ lấy giấy là thôi vậy. Dạ. Nhờ đi mà tại vì chú bác á quen với một cái người xem nam đó. Nó ký hồi ngày 26 tháng 7 rồi. Hôm trước thì em vô trong chỗ sâu sầu đó, đã đưa cái người ta cho đi luôn à, dắt cây làm giấy luôn. Mình nói được mà. Thì cái dạng ổng vậy là nó biết chỉ có vậy thôi, đâu có gì thay đổi đâu, ổng cũng ở ngoài đường, ổng cũng không có lương. Chứng chỉ cần cái ID bên kia không? Chứng chỉ cần cái ID như cái DD lụm lon màn đêm nè. Bên kia là... Sao nó hỏi nè? Người ốc sẽ hỏi cái ID mày đâu? Không có... Họ nghĩ là mình là từ ở bên cái border đi qua. Nếu mình nói mình người Việt Nam, mình còn chứng minh được gì, tại mình không có cái một cái giấy tờ gì trong cái nhận đơn để mình đến cái xã hội. Đọc số, đọc cũng vậy chăng nữa. Họ nói ok, số có thể là cái số của người. Có một người ốc sẽ nói số của người đã mất rồi. Yeah, có một lần họ trong đây nha. Họ nói đúng á. Tại họ tìm hoài không ra. Ăn đi mấy. Tự nhiên đi. Anh biết không ăn thôi, vậy mình đi chợ cái... Nếu mà anh cần ai đi vậy chắc thứ tư làm. Bây giờ đổ lại vậy. Bởi vì mới nói là nhà nhớ mà nhà khi nào mà hai nhà rảnh á thì mới đi thôi. Thì hai lần chỉ lặn thứ tư thôi anh Tuấn, hai lần okay. Lặn thứ tư. Thường mà bình thường ngày thứ ba thì ta nghỉ chứ. Chứ này dân thứ tư. Khi nào không chạy gì á. Nên nhớ là khi thứ hai á là những cái hãng á là nghỉ lễ và nhiều ngày thứ hai. Đúng không? Thứ sáu là cái ngày coi như là 3-4 ngày lo mấy tiền của người ta nên nghỉ làm bài à, nhất định nghỉ tôi đi châu. Bây giờ nó túng lại nè, nó túng lại nè nha. Sáng ngày mai hay là nướng tối nay hay là nướng bánh bò, sáng mai ra đang bánh bò. Ok, tại vì nướng được có một cái thôi à, rồi ai cắt ra rồi ăn được bao nhiêu người thì ăn được mười mấy người á. Dạ, tại vì bánh bò không có nướng được hai cái chị ơi. Xong đổ hai cái, đổ hai khuôn, nướng được hai khuôn được mà. Có hai khuôn nướng, hai khuôn có một số lửa, một cái chỗ trống đó thôi. Cái lò bự lắm, để hai cái chung một chỗ. Làm hai ấy rồi chia ra hai khuôn hả? Yeah. Làm double ingredient. Bây giờ mình mix hai cái lượt rồi mình đổ ra hai khuôn. Đúng, thì một cái là cái bánh bò ngộ lắm á chị. Nhiều khi á mình nấy xong là mình đưa vô liền á, mình làm xong á nó không có bị nổi lên á. Nó bị... quậy xong rồi ha, mình đổ hai cái một lượt rồi bỏ vô một lượt luôn. Cái kia được thì cái này phải được thôi. Cái đó cái khuôn
để nhưng mà để vô á là cứ để thẳng vào cái trước cái sau, để xéo vô một cái gốc cái ngoài. Đó, tại vì xưa có làm trong nhà hàng chứ biết thấy nước có lại tay. Uống thêm nước vô nóng trong người lắm á. Chút về tối cạo râu rồi là đi. Đi vô bệnh viện người ta cắt tóc cho anh hay gì vậy? Cái đó khó hơn. Đứng cắt tối hôm qua. Dài lắm, cái dài quá. Từ cắt cũng đều quá ha. Thì có kéo thì cầm lên bằng bằng đêm không có đèn nữa thì cái chứ sao cắt thôi. Anh Tuấn anh ở mấy ngày cho bệnh viện vậy? À, chứ ở được 5 ngày. Wow. Bữa hôm đó anh nằm 2 ngày là ai nói anh là bữa đó đó hả thôi? Ai chở anh đi. Anh Tuấn nằm bữa đó là anh vô bệnh viện luôn đúng không? Sau đó là anh đi bệnh viện luôn phải không? Chính lùng. Rồi ai kêu ai kêu ai kêu xe bệnh viện cho anh? Không chứ. Không biết luôn hả? Tiếng nghe người bác sĩ nói lại, cô y tá nói bác sĩ mà nói lại là có hai người nữ gọi vào là thấy trứng nằm ở ngoài nắng mà sao không có chịu vậy ăn mà cứ nằm ngoài. Chúng mới nói chứ không biết, tại vì không biết. Tất nhiên là anh không biết ai chở anh đi luôn. Không. Ồ, bữa đó anh bệnh. Cẩm Thạch cũng vừa vừa bắt tay luôn. Ồ, bữa đó anh bệnh anh không biết gì luôn á. Bệnh giống cái nào anh bị fan out, cái đằng black out luôn đó, không biết gì hết trơn rồi đó. Wow. Cái danh chữ của mình mất luôn. Mạng anh cũng lớn ha. Mấy người vậy hay đi lắm á chị. Tại vì nghe chứ luôn nó nằm dậy xương này kia. Xương nó thành nhưng mà mấy đó mốt thôi nhắc hai lần nha, bữa đó nói để đi kiếm ảnh mà quên đó. Mà với lại bên kia giờ về bên đây dễ rồi, về bên đây ok rồi, bên kia hai lần không dám đi, chó đồ ghê lắm. Bây giờ thì nàng chạy vào cũng có con đường này biết anh ở bên đây hai lần biết chỗ. Ok rồi, có bên kia em không dám đi thì sát bên quá cơ. Ok, cái chỗ này á thì cái hotel này á thì cái một cái giá trả rất cao mới vô ở được. À, một đêm mà khi phải trả một giá cao mới. Thôi ăn cơm đi, ăn miếng cơm cho khỏe đi. Ăn rồi hả? Còn nước đâu, còn nước uống đâu? Đêm này về cho qua lấy chảnh cho xin chảnh cho nước thôi. Cho lấy chảnh nước lọc thôi. Chảnh nước lọc anh lấy em nè. Nè, anh Tấn uống nước vô. Uống nước vô, anh thiếu nước nhiều lắm, môi mỏ lỡ hết trơn, uống nước nhiều vô. Dạ. Thôi xong ngồi xuống ăn cho rồi đi. Ông lạng không à. Ăn không vô hả Khơi? Dạ. Thịt khô không coi, thịt thì khô. Khơi. Nhìn thấy khô. Hỏi qua rồi. Hỏi gì? Hỏi cái vụ mà cái sim kha bị mất á. Chị Nga. Nghe nói rồi, ảnh có sắp cái phone mới thì mình lại mình transfer cái sắp của mình cho cái phone mới thôi. Dạ. Nếu ảnh có cái phone của Obama mình làm được không? Được. Chị xin thêm cho ổng đi. Rồi xin thôi để hỏi coi nó còn. Xin đó với cho chị Mai luôn hai cái. Xin hai người có không? Xin đi rồi mình có phone rồi mình đưa vô thôi phải không? Gọi liền. Chắc được mà. Hả? Không, ba cái bữa hôm cho hết đi. Thôi bữa hôm cái phone hay là đưa khỏi xài chưa? Để ông cho ông lên là ông cúp. Trời ơi cái gì? Ông này ông cũng xin cái mà, ông có rồi ông xin cái rồi, ông biết ông để đâu rồi chị. Bên giờ ấy cái hotspot ở bên thư viện á bây giờ. Cái hotspot bây giờ như họ không cho. Ông cho bây giờ là ông lên đậu ứng cử lần thứ hai là ông cúp nhiều mà đói à. Đúng rồi, ông Trump lên là dân nghèo khổ á. Vì hy vọng là cái ngàn heo lên. Anh có cần mua gì ở chợ không nè, có cần cái món gì chợ không? Chợ em đi chợ nè, em đi Costco đi chợ này cần gì không? Như vậy thì nhà mua cho một con sữa bò thôi, tại có bánh mì rồi. Sữa bò hả? Ok, sữa bò loại ông ba ổi mì sáng. Có bánh mì rồi hả? Còn loại sữa bò sữa đặc phải không? À hả. Gì nữa không? Gì thôi. Còn mì gói không? Còn 4 gói kìa, đầy đủ rồi. Vậy không cần gì nữa hả? Để nhiều quá. Mà mấy anh chuột ngộ nha. Mì hảo để những mì khác để không ăn. Mà mì hơi mai cũng lấy lại cũng ăn. Cái mùi đó, cái mùi đó. Chuột khô mới biết mì ngon nha. Tại Việt Nam mình cũng thích mì mama nhiều lắm. Cái chuột chua em làm sao đó. Mùi chua hết chứ. Ok, chị Nga mới nhớ nhắc mua cho ảnh lon sữa bò nha chị Nga. Một lon thôi. Một lon sữa bò. Cái nắp dịp lên đó nha, chứ không có được vui nữa rồi. Thích
ông áo ông nào đội nón đỏ nè, mấy người Mỹ này Mỹ ăn nhiều đó, Mỹ thích ăn cái ông đội đó. Cái ông ngồi ghế để ông ăn không nè, đây chị nha, ngồi ghế hỏi ăn được không. Ông kia đó, ông kia. Cầm ra là có người ăn thôi.